Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp được phát sóng hàng ngày trên kênh Thời sự 365 và tôi là biên tập viên Thùy Trâm, người sẽ đồng hành với quý vị để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn sẽ tới với chuyên mục điểm những tin chính. Cần Thơ, nhiều ca bệnh nặng tử vong tăng dù tỷ lệ phủ vaccine khá cao. Hơn 4.600 ca nhiễm, Bắc Ninh siết chặt phòng dịch lên phương án dịch bùng phát. Bà Rịa Vũng Tàu kêu gọi người dân sinh hoạt lành mạnh, không chủ quan với dịch. Bạc Liêu dừng chốt kiểm soát liên tỉnh sau nhiều tháng thắt chặt. Cần Thơ, nhiều ca bệnh nặng, tử vong tăng dù tỷ lệ phủ vaccine khá cao. Thưa quý vị, trong thời gian từ đầu tháng 11 đến nay, số ca COVID-19 mới ghi nhận tại Cần Thơ bắt đầu tăng cao, cao điểm là từ 2 tuần gần đây với số ca mắc tăng lên đến 800-900 ca và đỉnh điểm có ngày tăng lên đến hơn 1.300 ca. Nhiều bệnh viện và cơ sở y tế không còn chỗ để nhận bệnh, phải kê thêm giường cho bệnh nhân nằm. Theo số liệu của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, không chỉ các ca mắc mới và số ca bệnh nặng, bệnh nền và tỷ lệ tử vong cũng có chiều hướng tăng. Để dành giường điều trị cho tầng 2, tầng 3 cho bệnh nhân có bệnh lý nền, bệnh nặng, Sở Y tế Cần Thơ đã chia lại tầng điều trị. Theo đó, quản lý và điều trị F0 tại nhà do các trạm y tế lưu động và các trạm y tế xã phường thực hiện đang quản lý trên 8.900 người F0. Tầng 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 không đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà. Các ca F0 có diễn biến vượt khả năng chuyên môn của các trạm y tế tại các bệnh viện điều trị COVID-19 với công suất là 2.750 giường bệnh, hiện đã không còn chỗ để tiếp nhận bệnh nhân. Tầng 3 điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nặng, nguy kịch, bệnh nhân lĩnh vực chuyên khoa, bệnh nhân COVID-19 có bệnh lý cấp cứu kèm theo, có 350 giường, hiện đang điều trị 287 bệnh nhân. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi Cần Thơ cho biết, bệnh viện được giao chức năng điều trị bệnh nhân COVID-19 từ đầu mùa dịch đến giờ. Những ngày gần đây, 150 giường bệnh, bao gồm tầng điều trị tầng 2 và 3 đều chật kín không còn chỗ trống. Hiện tại đang có 151 bệnh nhân, trong đó có 31 bệnh nhân nặng. Điều đáng lo ngại là các trường hợp bệnh nặng, ngoài người già trên 65 tuổi có bệnh lý nền thì gần đây bắt đầu có dấu hiệu trẻ hóa vào nhóm người trẻ có bệnh lý nền, người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Bác sĩ Hồng nói, về trang thiết bị máy móc, máy thở, hiện bệnh viện tương đối đáp ứng được, đang tiến hành để nâng công suất giường, tầng 3 lên đến 50 giường để tiếp nhận điều trị bệnh nhân nặng. Vấn đề đáng lo nhất là thiếu ekip chuyên khoa hồi sức tích cực để nâng công suất giường bệnh nặng, bệnh viện cần thêm 2 ekip bác sĩ về điều dưỡng hồi sức tích cực. Vì lực lượng tại chỗ hiện nay không đủ điều kiện để đáp ứng. Cũng theo bác sĩ Hồng, vấn đề hiện nay là chúng ta cần có chuyên gia phân tích, đánh giá dịch tễ tình hình lây nhiễm và những khu vực có nguy cơ, đối tượng nguy cơ mắc COVID-19 để từ đó có các biện pháp ngăn chặn tốc độ lây lan, bùng phát của dịch bệnh. Phải kiểm soát được tốc độ lây và gia tăng chóng mặt như hiện nay, chúng ta mới làm tốt được việc điều trị, giảm được các ca bệnh nặng, ca tử vong. Tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, đang được sử dụng là bệnh viện điều trị COVID-19, hiện có 433 bệnh nhân điều trị, trong số đó có đến 66 bệnh nhân nặng ở tầng 3. Nhiều bệnh nhân nặng mới nhập viện, trong đó đã tiêm 1 mũi và 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Bác sĩ Trần Quốc Luận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho hay, do lượng bệnh nhân mỗi ngày nhập vào nhiều hơn lượng bệnh nhân ra viện nên dẫn đến quá tải bệnh viện, nhân viên y tế chịu áp lực rất lớn, kể cả công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân và chăm lo bữa ăn cho người bệnh ở khu vực khoa dinh dưỡng. Theo báo cáo của Sở Y tế, từ những ngày số ca mắc còn ở mức 200-300 ca mỗi ngày thì số bệnh nhân nặng cũng vài chục ca. Hiện nay, những ngày số ca mắc từ 700-900 ca thì số ca nặng cũng tăng lên 100 ca. Đến thời điểm hiện tại, số ca trên 1.000 thì số ca bệnh nặng tầng 3 cũng tăng trên 250 ca. Tính từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 11, số ca COVID-19 tử vong là 17 người. Tuy nhiên, từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 11, số ca tử vong do COVID-19 đã tăng lên 42 ca, trong đó có cả người trẻ tuổi, có bệnh nền. Điều này cũng cần sự phân tích, lý giải của những nhà chuyên môn vì tỷ lệ bao phủ vaccine của Cần Thơ đã khá cao, mũi 1 trên 96% và mũi 2 trên 86% đối với người trên 18 tuổi, trên 85% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm mũi 1. Hơn 4.600 ca nhiễm, Bắc Ninh siết chặt phòng dịch, lên phương án dịch bùng phát. Thưa quý vị, số ca COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh liên tục vượt ngưỡng 100 ca, tổng số hơn 4.600 ca đang nhiễm bệnh. Để ứng phó, tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định triển khai các biện pháp phòng dịch tại cộng đồng và khu công nghiệp, dự phòng cho trường hợp dịch bùng phát hơn.
Cụ thể, theo thông báo mới nhất, ngày 29 tháng 11, toàn tỉnh Bắc Ninh phát sinh 124 ca, trong đó thành phố Bắc Ninh 31 ca, huyện Thuận Thành 7 ca, huyện Quế Võ 44 ca, huyện Yên Phong 10 ca, huyện Tiên Du 4 ca, thành phố Từ Sơn 9 ca, huyện Gia Bình 12 ca và 7 ca trở về từ vùng dịch. Trước đó, Bắc Ninh nhiều ngày đều xuất hiện trên 100 ca, cá biệt ngày 26 tháng 11 có đến 170 ca. Tính đến ngày 29 tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận 124 ca mắc mới COVID-19. Để ứng phó ngày 29 tháng 11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Về biện pháp hành chính, từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12, tỉnh yêu cầu nghiêm túc dừng hoạt động đối với các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, phòng tập thể hình, yoga, spa, phòng game, quán bia, tổ chức tiệc cưới, mời khách, đám hiếu thực hiện theo các cấp độ dịch theo quy định của tỉnh. Tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ tất cả thời gian trong ngày, chỉ cho phép bán hàng mang về, không tổ chức ăn uống liên quan tập trung đông người. Người dân được yêu cầu không ra ngoài từ 21 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ bắt buộc phải yêu cầu khách hàng quét mã QR, đồng thời phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có ca dương tính, người lao động cùng làm việc, cùng phân xưởng F0 qua điều tra không tính là F1, bắt buộc thực hiện từ 2 điểm đến một cung đường và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Các doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bắt buộc đối với lao động được tuyển dụng mới, rà soát lao động chưa tiêm đủ liều vaccine COVID-19, gửi về Sở Y tế để tiêm theo kế hoạch. Tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các doanh nghiệp sẵn sàng phương án cách ly tập trung cho người lao động tại doanh nghiệp, khách sạn, trường học, nơi lưu trú trong trường hợp xuất hiện dịch bệnh trong doanh nghiệp. Tại cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố được yêu cầu tổ chức quản lý giám sát chặt chẽ đối với việc cách ly tại nhà, các cơ sở cách ly tập trung, chuẩn bị dự phòng các cơ sở cách ly điều trị F0 mới, không triệu chứng trong trường hợp bùng phát dịch với số lượng lớn hơn. Bà Rịa Vũng Tàu kêu gọi người dân sinh hoạt lành mạnh, không chủ quan với dịch. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tính từ 18 giờ ngày 28 tháng 11 đến 18 giờ ngày 29 tháng 11, tỉnh này ghi nhận 648 ca nghi mắc COVID-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 341 ca, trong đó 4 ca trong khu vực cách ly tập trung, 15 ca đang cách ly tại nhà, 322 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 45 ca, gồm 6 ca trong khu vực cách ly tập trung, 4 ca trong khu vực phong tỏa, 35 ca ngoài cộng đồng. Thị xã Phú Mỹ có 122 ca, trong đó 2 ca trong khu vực cách ly tập trung, 98 ca đang cách ly tại nhà, 7 ca trong khu vực phong tỏa, 15 ca ngoài cộng đồng. Huyện Châu Đức ghi nhận 34 ca, gồm 27 ca trong khu vực cách ly tập trung, 5 ca trong khu vực phong tỏa, 2 ca ngoài cộng đồng. Huyện Đất Đỏ có 12 ca, trong đó có 9 ca đang cách ly tại nhà, 3 ca ngoài cộng đồng. Huyện Long Điền ghi nhận 148 ca, gồm 8 ca trong khu vực cách ly tập trung, 6 ca trong khu vực phong tỏa, 34 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc có 46 ca, trong đó 3 ca trong khu vực cách ly tập trung, 17 ca đang cách ly tại nhà, 26 ca ngoài cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết thêm, số lượng ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong những ngày gần đây cho thấy tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị người dân tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác trước diễn biến của dịch bệnh, tăng cường mua sắm online, khi ra ngoài luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với các cán bộ y tế, cơ sở y tế. Các địa phương không được chủ quan trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối tránh tâm lý trông chờ việc tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người dân thì dịch bệnh sẽ tự động được kiểm soát tốt hơn, giảm các thủ tục hành chính, các bước không cần thiết để hỗ trợ tối đa cho các hoạt động phòng chống dịch, chuẩn bị phương án truyền thông, các điều kiện để thực hiện cách ly phong tỏa, xét nghiệm theo quy định khi có sự điều chỉnh về cấp độ dịch, đảm bảo công tác an sinh xã hội, cung ứng hàng hóa, dịch vụ y tế để người dân trong các khu vực phong tỏa yên tâm tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch. Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận có thêm 576 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó huyện Tuy Phong 202 ca với 189 ca ngoài cộng đồng, 13 ca đang cách ly tại nhà. Huyện đảo Phú Quý 125 ca trong khu vực cách ly tập trung, huyện Hàm Thuận Nam 90 ca, 82 ca ngoài cộng đồng, 8 ca trong khu vực cách ly tập trung. Huyện Tánh Linh 42 ca, gồm 23 ca ngoài cộng đồng, 19 ca trong khu vực cách ly tập trung. Huyện Đức Linh có 40 ca, 23 ca ngoài cộng đồng, 17 ca trong khu vực cách ly tập trung. Thị xã La Ghi 39 ca, 35 ca ngoài cộng đồng, 4 ca đã cách ly tại nhà. Thành phố Phan Thiết có 35 ca, 27 ca ngoài cộng đồng, 8 ca trong khu vực cách ly tập trung. Huyện Hàm Thuận Bắc 3 ca ngoài cộng đồng.
Chiều nay, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã cử một đoàn công tác đến huyện Tuy Phong đánh giá, hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Nguyên nhân liên tiếp trong những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại huyện Tuy Phong không có dấu hiệu giảm. Hiện nay, huyện này có hơn 1.500 ca nhiễm COVID-19 và 9 ca tử vong. 979 trường hợp F1 được cách ly tại nhà. Phần lớn các cơ sở cách ly hiện nay đang được chưng dụng điều trị F0. Theo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, diễn biến dịch tại huyện Tuy Phong khá phức tạp, số ca tại Phan Xí Cửa và Liên Hương liên tục tăng cao, do đó huyện này phải khẩn trương đầu tư mua sắm các trang thiết bị, lắp đặt hệ thống oxy bồn, máy chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân dương tính với COVID-19, đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Bạc Liêu dừng chốt kiểm soát liên tỉnh sau nhiều tháng thắt chặt. Thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 11, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo đối với các chốt kiểm soát phòng chống dịch ngoài vòng ngoài liên tỉnh thống nhất tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 1 tháng 12. Các lực lượng tại chốt được điều động thực hiện công tác phòng chống dịch và các nhiệm vụ công vụ khác trên địa bàn tỉnh. Riêng đối với cơ sở vật chất tại các chốt này tạm thời vẫn giữ nguyên hiện trạng đến khi có chỉ đạo mới. Theo ghi nhận của báo chí, chỉ tính trên các tuyến đường bộ thì tỉnh Bạc Liêu có ít nhất 7 chốt đặt tại các cửa ngõ ra vào tỉnh nằm trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi, huyện Hồng Dân, huyện Phước Long. Đối với người vào tỉnh, kể cả người từ Bạc Liêu đi ra khỏi tỉnh và quay vào tỉnh thì 100% người vào tỉnh đều phải khai báo y tế, thực hiện các trạm y tế xã phường, thị trấn. Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu rõ, khi khai báo y tế phải nêu đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin theo quy định. Nếu không khai báo hoặc khai báo không trung thực để phát sinh dịch bệnh thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trong việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương hướng dẫn cách ly, điều trị F0 tại nhà sao cho phù hợp với điều kiện thực tế, chủ động phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy để triển khai có hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 với mục tiêu là giảm thiểu số ca tăng nặng và chuyển viện. Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng vừa có hướng dẫn triển khai mô hình trạm y tế lưu động, cách ly y tế đối với F1 và điều trị F0 tại nhà. Mục tiêu là góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung, các bệnh viện thuộc tầng 2, tầng 3, giảm tỷ lệ người bệnh chuyển nặng và tử vong. Theo đó, tỉnh thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với F1 có nguy cơ thấp, trường hợp F0 có nhu cầu cách ly, điều trị tại nhà phải đảm bảo điều kiện theo đúng quy định. Trong việc lập trạm y tế lưu động, Ủy ban nhân dân huyện có thể linh động thiết lập nhiều trạm với số lượng dao động từ 50 đến 100 ca F0 một trạm. Tiêu chí thực hiện là mỗi cụm dân cư có dưới 50 ca F0 thì cách ly điều trị tại nhà, cứ 20 F0 tăng lên thì một nhân lực chuyên môn. Các trạm y tế lưu động triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người mắc COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, phát hiện các trường hợp diễn tiến nặng và chuyển tuyến kịp thời, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn được giao. Theo Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu, việc cách ly F1 điều trị F0 tại nhà, thành lập trạm y tế lưu động là xu thế tất yếu khách quan và phải thực hiện. Biến thể Omicron sẽ sớm vượt mặt Delta, thống trị toàn cầu. Thưa quý vị, một số chuyên gia nhận định về nguy cơ biến thể Omicron sẽ sớm vượt mặt Delta để trở thành biến thể thống trị toàn cầu. Khi các nhà khoa học chạy đua để tìm hiểu các đặc điểm của biến thể Omicron, một trong những câu hỏi quan trọng nhất là liệu phiên bản coronavirus mới này có vượt mặt biến thể Delta đang thống trị toàn cầu hay không? Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 26 tháng 11 đã xếp loại Omicron là một biến thể đáng lo ngại chỉ vài ngày sau khi biến thể này được báo cáo lần đầu tiên ở miền Nam châu Phi. WHO cho biết họ đang phối hợp với nhiều nhà nghiên cứu trên toàn thế giới để hiểu rõ hơn về cách thức biến thể này sẽ tác động đến đại dịch COVID-19 với những phát hiện mới dự kiến được công bố trong vài ngày hoặc vài tuần. Nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, ví dụ như liệu Omicron có trốn tránh sự bảo vệ của vaccine hay không và liệu nó có gây ra bệnh nghiêm trọng hơn hay không. Nhưng những đặc điểm như vậy sẽ không đáng lo ngại nếu biến thể mới vẫn được kiểm soát tốt. Trong một bài phỏng vấn với hãng Reuters, một chuyên gia cho biết đã có cơ sở vững chắc để tin rằng biến thể Omicron khiến vaccine kém hiệu quả hơn. Omicron cũng có một số đột biến chính giống như hai biến thể Beta và Gamma. Các đột biến khiến chúng ít bị ảnh hưởng hơn bởi vaccine. Ngoài ra, Omicron còn có 26 đột biến độc nhất, trong đó có nhiều đột biến nằm ở các vùng mà kháng thể của vaccine nhắm vào. Trong vòng vài tháng, biến thể Delta đã lan truyền nhanh hơn nhiều so với bất kỳ biến thể nào trước đó. John Moore, giáo sư vi sinh và miễn dịch học tại Đại học Ewell Cornell ở New York, Mỹ, cho biết, vậy câu hỏi đặt ra là Omicron có tốc độ lây truyền như thế nào so với Delta, đó là điều quan trọng chúng ta cần biết.
Nhưng đây là một trong những câu hỏi chưa thể được trả lời trong thời gian ngắn. Các quan chức Nam Phi đã lên tiếng báo động về Omicron sau khi mới chỉ xác định hàng chục trường hợp mắc biến thể này. Các nhà khoa học sẽ theo dõi chặt chẽ số ca mắc Omicron được báo cáo để xem rằng nó có bắt đầu thay thế số ca mắc Delta hay không. Các chuyên gia cho biết điều đó có thể mất từ 3 đến 6 tuần tùy thuộc vào tốc độ di chuyển của biến thể. Một câu hỏi khác sẽ được trả lời nhanh hơn. Trong vòng 2 tuần, chúng tôi sẽ hiểu nhiều hơn về mức độ nghiêm trọng của bệnh. Tiến sĩ Peter Hotez, một chuyên gia về vaccine và giáo sư virus học và vi sinh học tại Đại học E. Baylor của Mỹ cho biết, chúng tôi đang nhận được các báo cáo khác nhau. Một số nói rằng đó là triệu chứng bệnh rất nhẹ và những người khác báo cáo một số ca bệnh ở nghiêm trọng ở Nam Phi. Cũng trong vòng 2 tuần, các nhà nghiên cứu cho biết họ mong đợi câu trả lời về việc liệu rằng biến thể Omicron có thể tránh được sự bảo vệ của vaccine hay không. Dữ liệu ban đầu sẽ đến từ các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với các mẫu máu của những người đã được tiêm chủng hoặc của động vật, phân tích kháng thể trong mẫu sau khi tiếp xúc với biến thể mới. Giáo sư Moore nói, có rất nhiều phòng thí nghiệm đang tích cực kiểm tra độ nhạy kháng thể của biến thể Omicron và điều đó sẽ mất vài tuần. David Ho, người giáo sư vi sinh học, vật học và miễn dịch học tại Đại học Columbia ở New York, Mỹ, tin rằng biến thể Omicron sẽ có mức độ kháng vaccine đáng kể dựa trên vị trí đột biến của nó trong protein gai của virus. Giáo sư Ho nói, các kháng thể của vaccine nhắm vào 3 vùng trên protein gai của coronavirus và Omicron có được biến ở cả 3 vùng đó. Các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi lo lắng hơn nhiều so với các chuyên gia sức khỏe cộng đồng sau khi phân tích cấu trúc của Omicron. Những chuyên gia khác lưu ý rằng các biến thể trước đó chẳng hạn như Beta cũng có các đột biến làm cho vaccine kém hiệu quả hơn, nhưng vaccine vẫn giúp ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong. Họ có cho biết rằng, ngay cả khi các kháng thể trung hòa do vaccine tạo ra trở nên kém hiệu quả hơn, các thành phần khác của hệ miễn dịch được gọi là tế bào T và tế bào B sẽ có khả năng bù đắp. John Guerry, giám đốc viện miễn dịch học Penn ở Philadelphia của Mỹ cho biết, việc tiêm phòng vẫn có thể giúp bạn không phải đến bệnh viện. Các nghiên cứu thực tế đầu tiên về hiệu quả của vaccine chống lại biến thể Omicron trong cộng đồng có thể mất ít nhất 3-4 tuần. Tiến sĩ Michael Ostenholm, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Minnesota của Mỹ cho biết, việc Omicron vượt qua mọi biến thể khác lây lan khi có sự hiện diện của Delta là điều đáng lo ngại. Nhưng các chuyên gia khác cho rằng điều này vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Tiến sĩ Hotez nói rằng, khi nói đến các đột biến cụ thể có thể giúp Omicron lây truyền, các đột biến này trông không khác quá nhiều so với Alpha hay Delta.